chó này cái cả nước mắt luôn rồi. Châu đã thích khóc rồi, đã muốn lấy nước mắt để khóc rồi. Top 1 Lin. Từ sao nhìn anh mạnh thôi, 78787 này. Ôi sáng nay anh đã bảo rồi mà, sáng nay anh từ 308 mấy điểm, à 306 mấy điểm tụt mà. Xuống còn 220 mà. Đó, bây giờ là hút điểm của anh em, hút điểm nào lẻ lẻ. Coi đi đái coi. Mua sướng rồi đi đái coi. Á à, tôi cũng buồn đái quá mà. Đi làm anh trong ngoài. Thôi người ta hút của người giàu chia cho người nghèo là hợp lý rồi em. Em hút của người nhà chui cho chia cho người ngoài ấy. Ui, thọt đồ nặng rồi. Hai tôn ra tướng. Có ra tiền không? Ú lại baby rồi này. Ôi ú ú là. Ú ú là thấy anh em ỉa chảy con mẹ rồi. Nó ra baby của tôi rồi. Baby của ông là Aziz à? Biết ngay mà. Ông ơi, ông nhìn bài tôi đi, thì bài tôi đã chuẩn bị Asia đấy. We need more. Chuẩn bài Châu rồi. Thôi của Châu, của Châu, của Châu. Bố trí bỏ của Châu rồi. Ôi, mình lại ra pháp sư này, lại ra nước này. Ô, chuẩn bài đi. Ô, oh, hai Manta hai này, đẹp này. Bán mẹ heo này đi, mua heo này. Làm trận xạ thủ đi. Trời ơi, đồ này chơi xạ thủ thì chết luôn tôi đấy ông. Đấy thế nào, Salicia lên, nó lại mâm me rồi đấy. Nó lại mâm me hết luôn. Carry của mình. Má, ông đã lắp cái này rồi, chắc chắc kèo vãi lìn. Ôi, đủ cả cái rít phép kia, không lắp luôn. Thôi, đào trước ông ơi. Đào hơn. Con Talia lên là auto rồi. Vừa vào nó đã địa cái con vùng về mẹ Asia nó hết rồi đấy. Chắc quá, nhìn thấy rõ ràng luôn. Tôi trước vừa bán con này xong. Nó lại ra tiếp này. Cạo mũ cao su à. Không được tí nào. Đéo dùi. Mình sẽ để mình sẽ để tới đâu người đá mình roll level 4 lấy Azir 2 lời nguyền. Mình sẽ thực hiện lời nguyền lại thêm một lần nữa. Ây level 4 mới thể có thể ra Azir. Level thấp tỷ lệ ra tướng nhiều tiền càng cao. Hỏi sao thanh niên toàn roll brand level 6. Thanh niên toàn roll level 6 luôn á, vãi lên. Ai tôi roll level 8, roll brand là tôi roll level 8. Còn roll đâu, ông bảo là lần trước. Hai gặp nhau hay đánh chung với nhau đấy. Chung lên chung. À, người anh em chung Blame à? Ông thật mày sao mà em đánh lại. Ôi. Từ sáng mày vẫn, anh vẫn cay vụ mày sáng mày dí anh xuống top 7 đấy. Em đâu có dí. Có. Anh tự buông mày không dí đâu. Thằng chung chơi hạt nào vậy? Em không chơi, em không chơi. Bán này làm gì có chung trong này đâu. Không dám quy game, tại vì thấy ba người quy game sao em dám được. Thấy không, các bạn nghe giọng dung chung người đít không? Ba, thấy cái thằng thắt đấu nó hơn ngàn điểm, bắt đầu nó gáy đều. Ờ, nó gáy đều anh em ấy, kiểu khó chịu ấy. Đéo anh em rồi đấy. Đéo hiểu. Đéo hiểu mình mạnh. Con người hay con chó mà, không biết đi. Thật sự, xuống đá đều anh em. Nó kêu ui giời, cái thằng kích vịt này.
một cái gà, mày gà chung một lũ luôn. Chơi chung với nhau là đúng rồi. Thôi, cái nói chuyện gì với người thích đống nghìn điểm không? Nào, ô lê em chơi bài gì nào để anh nhường nào? Thằng bây giờ hai anh em gặp nhau mà hai anh em giờ chỉ còn một vả, giờ thằng nào chết bây giờ? Chọn đi. Anh Châu chơi Azir là lắc mẹ găm bỏ thành của anh Châu. Ôi, thằng làm gì? Vội luôn anh. À, Ole à? Ờ ha. Ê, bạn ơi, đừng cung tớ. À, cung gì? Tôi lên nước mắt mà. Đang tưởng cung. Lỗi anh đi, bóng tối spam hoài cung, bọn nó lấy liên tọa anh ơi. Lấy cung đây rồi. Bám rồi, tôi lấy cung là tôi có Manta 2 luôn á. Điên mẹ, Manta 2 cầm cung là phế luôn. Điên à, tí nữa tôi làm 3 tia Sojin, quỷ thư, kinh vãi luôn. Tia Sojin, nhưng mà mát đất thì mẹ nó lâu đẻ lắm không ạ? À. Chỉ có mát nước mới xài cái thể loại đấy thôi, Sojin thôi. Còn mát đất là vứt đi, xài làm gì? Không, thế thì ông lại đéo hiểu rồi. Tôi có những cái niềm tin mãnh liệt vãi luôn. Má má này pháp sư ra nhiều thực sự. Nãy giờ Vla 2, Chalia 2 rồi này. Rồi thêm mẹ con Syndra nữa này. Nautilus thì red đủ pháp sư luôn này. Cô thì mình mua con này để tính mình cấp chết mình thấy này. Bạn này mình có thể chơi bóng tối, mình không vứt nước mắt cho Manta 2 nữa. Bóng tối rồi ok mà, bóng tối rồi mạnh vãi nồi, chơi được là chơi thôi. Đây, xem tên 2.7 để đánh ra cái thi không? Mà, nguyên ngày hôm nay chưa đánh ra cái thi nào rồi đấy. Tiếp ôi, tục là... Ôi, thả ra, đẩy ra thi sớm thì còn chơi chứ mẹ. Đúng em rồi. Toàn ra thi để dư không? Đúng rồi, thi mà không ra sớm, mẹ bĩnh như chó ấy. Bắn thú ấy. Bây giờ cứ thải thú lại một cái bia. Lỡ ra mà xui xui, nó chi nó ra cái thi là lắp Assassin cho Rek'Sai. Nó còn cạp kẹp. Xoay bài à? Xoay bài thần tốc à? Đỉnh thế. Toàn pro không? Sư luôn đấy bà con ạ. Đồ sớm mà anh chơi pháp sư là toang rồi. Rồi bỏ đi anh. Đâu, anh có chơi pháp sư đâu. Và Azir mà, Azir ăn nuôi từ mùa trước tới mùa này. Mùa trước em thích nuôi Azir lắm. Mùa này em hay nuôi nhưng mà cũng hay toang hết. Anh vẫn đang chơi, anh chơi Azir gì? Azir hộ vệ biển gió. Em vẫn đang toàn chơi Azir Assassin từ hồi. Nè đi con ơi, cắn bọn nó em ơi. Phải là yếu vào đội hình là nó khó chạm ngưỡng sức. Ui. Tại vì đất tuyệt quá. Cắn đẻ à, nhiều vậy. Azir hậu vệ rẻ. Ờ thì rẻ hơn. Rẻ vãi ly toàn tướng 3 tiền thôi. Chơi đội hình mẹ toàn 4 5 tiền thì không, xong toàn. Trận nào xanh em mình đang chơi thôi còn không thôi. Cùng đao chất lượng quá nhỉ. Đao được búp mà auto cùng đao trước. Cùng đao Sojin. Cái rip phép thì tùy. Này, tôi lại bán một con Azir cho ông ở Châu rồi. Lại bán cho ông một con Azir luôn. Sojin nó có thể gỡ được những cái lỗi lầm của con Azir khi nó thả ra con đệ mù. Ta sắp tài rip phép mà chắc chắn nó phải thả con đệ cực khôn. Chắc tài. Tôi đã quỳ nó pháp lao. Đéo dám chơi kiểu đấy. Yes. Lại cung này. Gì anh em máu toàn thấp này. Ờ rip phép luôn đây. Cùng đao phế nha anh, không phải là phế mà dư ấy, bị dư ấy. Em cho cùng đao các mạng được. Đây này, chuẩn bị nè, một cú roll level 4 này. Ra AG2 cho coi này. Lại thế rồi, lại hack rồi. Đấy mẹ, đấy, chưa gì thấy một con kit đẹp này. Rồi auto ra tướng 3 tiền lên vào 4 luôn. Nè,
đi dàn đi, đi chậm đất. Có khi nào ván này lời nguyền lại không? Lời nguyền AG2 là không? Không có rồi các bạn ạ, à. Không có đâu. Không có rồi. Thôi. Con đã kiểm nghiệm rồi. Đánh crit đi các con. Cắn nó các con. Ờ thắng cơ. Ờ thắng không? Thắng chứ đúng không? Ui cắn kìa. Thắng chứ. Đâu mình hay bị cái quả. Hay bị cái quả vậy đó. Hay bị cái quả gọi là Asia nó không lên 2 ở level thấp ấy. Lên cao nó mới lên. À level cao chứ. Nó thấp nó mới lên. Mình troll level thấp. Đây người tộc đây. Bỏ vô cái này. Cái đéo gì này? Khó chịu vãi lìn. Cho nó reset luôn cũng được rồi đấy. Mình có định chơi bóng tối mà nó ra brand thì phải chơi chứ các bạn. Đâu anh nó drop thẳng brand rồi. Bây giờ anh không chơi thì chết. Anh toang à? Anh đang cháy rồi, xong rồi nó chạy lên trên rồi, anh không lấy được đồ rồi mà bây giờ ra rồi anh phải chơi brand chứ không chết anh. Nghèo quá. Tôi ra brand này. Đó. Thì anh em đành phải chơi phép thôi. Hai ba không chơi phép luôn được à? Hai ba người chơi phép. Không, nhưng mà Châu chơi ấy mà, bài Asia mà. Châu lắp đồ Asia rồi. Chúng thằng Asia. Dạ, hai con Asia này. Anh ra gì anh bán hết rồi. Tôi không ra một con nào được để lời nguyện. Đây bán cho anh vào đây. Thôi mình giữ con Jorick đi. Lên Jorick 2 mình dùng con Jorick Dev. Mình không tin tưởng vào con brand lắm. Mặc dù nó hôm nay cũng độ mình đấy nhưng mình vẫn không tin tưởng. Tôi thắng à? Con là gì nào đi lượm luôn. Đồ gì cũng chơi à? Thì đồ gì nó cũng văng ra thôi. À hả. Đại cung luôn. Đi xem sao? Ai luôn đại bác cùng đào ghét. Ui, mặt một crit phép một nước mắt đúng không? Con này đang một crit phép một nước mắt. Rồi ok. Không ăn phai ngon đấy. Đó, lấy đi. Thank you. Cho em đấy. Ăn lấy là ngon luôn. Anh đang cần cái nước mắt phải đá. Thôi lấy con Asia cho đại bác luôn. Em đã gánh cho anh sự tốt bảo rồi. Đại bác cùng down. Yên tâm, ván này anh gánh. Ván này anh lại gánh rồi. Yên tâm. Asia đại bác cùng down luôn nha. Vậy thì ván này khỏi xô zin xô dũng gì luôn. Asia đại bác cùng down. Chứ giờ nhiều cung quá, không để làm gì cả. Ván này là đủ tiền. Bảo là mình thích. Để dành cái đại bác đây, mẹ lại. Đây Asia. Rồi. Có thể mình sẽ không xài cái đại bác này cho con Asia. Mình để Asia đồ như vậy luôn cho đại bác với lại vô cực cho con thêm một tí nữa con thêm con Kha'Zix mà. Để dành đại bác cho Kha'Zix được. Thôi Asia 2 rồi ngon rồi. Hai là ổn rồi. Để dành đại bác cho Kha'Zix các bạn ạ. Ủa ông ơi tôi ra 2 con Asia này. Thôi tôi lên 2 rồi. À thế à? Ok. Ôi gặp anh tôi rồi. Anh tôi bài vẫn đang ỉa chảy lắm, em tôi. Gì vậy em tôi? Thôi ra không gì, tí xài đâu, thành con ấy.
con phai hay con em mu đồ thôi, không có tài được đâu. Ô. À, thế thì bán con này thôi nhỉ. Thứ hai là giữ máu được rồi. Up chết lên thêm con Soraka với con Kha'Zix đi. Lấy hai biển, con này bỏ gió. Con này không sợ gió. Con này xài Kha'Zix thôi. Ờ, triệu hồi triệu hùng đi vậy. Tên này mình bị yếu đi khá nhiều nên là mình phải... Con này bỏ gió. Phải, nếu phải. Mà là giữa số 2 thì vẫn xài. Chào Vĩnh Luân nha. Hello mọi người. Ôi ôi, ông này chơi cuồng chiến đéo thì bắt cả man phai này. Ngồi à? Yếu nhưng vẫn thắng được các bạn ạ. May quá. Ông người tộc ánh sáng này đồ binh vãi. Thì vứt cho Lucian 26 phun tiền kìa. Rồi mình sẽ roll nốt tên này thôi. Anh G2 là ổn mọi người ơi. Anh G2 thôi là ổn. Cứ thế thôi. Ngon rồi. Cứ là G2 một chuyện trở nên đơn giản. Sơn tặc BG tự tin đấy. Đòi gặp bài top 1 luôn. Điên à, gặp thua đấy. Ôi kìa. Ở cái hồng vậy các bạn ạ. Ô, có Neko rồi, Brand 2 rồi. Ok, thế thì thôi, xếp tiền thôi các bạn ơi. Giờ xếp tiền đến đến chết thôi. Thôi từ từ rồi ghét các bạn ạ, biết đâu mẹ tí nó ra cái tiền nữa sao. Thôi Neko Brand 2 thôi. Không để phí tiền được. Sáu vệ hai biển một Azir. À, mình sẽ nuôi máu con này đi. Con này tí bỏ này. Cho nó cầm vút rồng luôn đi. Rồi, con Brand này đồ thế giới phết đấy. Rồi, con Brand tôi mất ulti mất rồi. Ủa may quá, ném ulti khôn, không mất. Thế chắc mình green switch tiếp á. Đúng rồi. Giữ Olaf, giữ Olaf. À, Olaf Brand 2 rồi kìa. Đó. Khóc khóc một lúc mà được trời thương mà em. Ui, đồ em thế giới thế thì anh chịu. Nước mắt vô cực quyết phép. Ném lại anh tôi. Em ơi, nhưng mà em không hiểu đâu. Những cái tên như này là Châu nó chuẩn bị Rush 8 ấy. Tên như này thì tôi sao? Tôi đang nát đi gió đây. Đang rửa anh ạ. Nhà kia ba Neko, nhà nào ba Neko vậy? Chắc nhà toàn Sơn La đúng không? Rồi ôi. Con Thresh nó cầm cái này nó cao tờ team cùng chiến dễ sợ. Má con đồ lát bổ mà không gây được đam luôn. Hay nha, thua kìa. Trời ơi, thua một tí, cay vãi lề. Sao man phai không dùng Annie nữa nhưng mà bởi vì không gian nên mình cứ bắt thôi. Mình có thể chơi 6 hộ vệ được ấy. Annie Yorick mà lên 2 thì nó lại là binh. Nó lại binh. Nam bạn mèo Brand 2. Ole Brand 2, đồ toàn thế giới, phải cướp. Đồ Ole quá là thế giới, đồ tôi bình thường à. À con Azir sẵn sàng nó hiện cái bóng ra cạnh con Brand của em đấy ạ. Nếu hiểu cái cơ chế của con Azir nó xuyên kiểu gì. Random mà, nó thả bóng random mà. Khổ vãi lìn. Nào nó xuyên chúng con của em. Bỏ mẹ gặp mặt chịu. Lại chịu. Thằng này sinh hai mà không biết à? Đấy, thì thằng khác có đèn ngu coi như cháu thôi kìa. Tiên tập tan, tiên xâm thở rét nó cứ siêu liên tục. Đấy, cứ ngã thả đệ, học chó. Thả đệ kế của Brand xuyên cho nó hai hít, biến thủ nó đi. Thế thì mất win check của tôi. Cho tôi win check. Sao không lấy con lửa thay con Jarrick để kích? Cũng hợp lý ha.
Mình không nghĩ ra các bạn ơi, tại mình á. Unami à? Ta thích ra. Đúng rồi đấy, mình thả con Zyra vào là ok. Nước mắt để dàn đồ cho các ma đi. Taric cũng ngon quá. Taric ngon kìa, bắt Taric thôi. Rồi. À, tôi cần mỗi con Olaf, mà phát này chắc mất Olaf rồi. Ngon, ra bên thần rồi. À, ông này cần Lucian là đúng rồi, chơi ánh sáng mà không có Lucian thì chết à? Ngon. Có giáp bên thần rồi, cho Thresh cầm giáp bên thần thôi nhở. Con Zyra vừa nãy đâu rồi? Mình bán nhầm mẹ em Zyra rồi các bạn ạ. Như thằng ngu. Thôi tuần sau lên level vậy. Tuần sau lên level xong rồi mình bắt con Zyra vậy. Bắt con lửa nào cũng được. Mình bán nhầm. Lỗi tay. Taric để bác với cái gan này sẽ để làm gì các bạn? Gặp thanh niên bài ánh sáng rồi, không có quỷ thư rồi. Toan rồi, hai bí ẩn rồi. Con Soraka Silent vào đây phát là mình thua luôn. Được cái là con Thresh này tanh con Vayne mút chỉ luôn. Hả đệ ngon như cháu rồi. Hả đệ đúng vũ luôn, con Adelaide. Ủa. Má cái cặp là Olaf 1 của con Olaf này. Hả đệ thật tí. Đúng rồi, bắt Zyra là ngon á. Bởi mình mới muốn cho nó Soji đấy. Level nhá. Cho Zyra vào nhá. Lấy được triệu hồi với cả lửa đúng không? Yorick 2 nào. Hên. Ôi Yorick 2 thật. Rồi Annie 2 đã ok là đúng không? Chắc không dễ đâu các bạn ạ. Annie không dễ thì đâu. Ôi thôi gặp anh đôi rồi. Ôi bà mẹ ơi, thằng này sinh hai này, còn gì đi cô luôn. Chết thêm con này hay quá, còn thế. Để đau đấy. Mẹ các mà phần 1. Nào, ra thiền đi. Ra thêm cái thiền đi, xem dễ chơi. Không, Azir gặp triệu hồi không mệt, mà gặp. Nó thả đệ ngu mới mệt. Triệu hồi thì không sợ. Chỉ sợ thả đệ ngu. Sao hổ vậy luôn. Đấy, phải vậy chứ. Thôi kiếm thêm con hổ vệ vào nhỉ. Sao hổ vệ luôn. Thôi, ấp chết, kiếm thêm con hậu vệ vào. Xong lắc gió rồi. Ok đấy. Bỏ lửa đi vậy. Cho lắc gió là lấy thêm ít phòng thủ các bạn ơi. Đấy, gặp đúng team sát thủ luôn này. Để được lắc gió và là binh rồi. Có gì thay đổi thì con Man sẽ ném bắt đầu con Ram. Ui. Để chết con Red đi, áo lửa 2. Má bật thua. Má ơi, con Man ôi, Thresh làm sao solo được bao này hả các bạn? Nó trả thù. Ông ơi, ông nhìn nhà tôi đi, ông xem con Thresh chắc được bao này không ông ơi? Con Thresh này. Thresh. Thresh thế giới vãi đời. Sẽ tiền lên 9 nữa. Sẽ tiền lên 9. Đâu ra bạn? Chứ có Nami, Nam Ủng mà đâu ra 4 điểm.
Có bốn biển là tôi nhét vào liền. Chứ có bốn biển phải thủ sáu hộ vệ chứ. Ông này con sinh thế giới quá. Cho cầm thêm mít mít đi. Sinh thế giới quá ông ơi. Sinh hộ vệ thế giới. Nhưng mà bài ông không có bí ẩn, ông không có ngọc. Tôi mà ném được thì ông ấy cũng chết à? Nó kiếm theo con ta rích đi, nó bỏ bớt sản thủ được. Thì thế. Ồ tôi chết rồi, xếp con Ren đây bị con kia nó bắn rồi. Vẫn chết ông ơi. Nhưng mà tôi vừa vứt nó vào góc. Tôi tính không gặp thằng này. Khổ thế. Anh còn không ăn được nó thì em ăn nào giờ? Thằng CTN bắt mỡ. Không anh ăn được. Anh xếp brand mid là anh ăn được. Ủa em sao không kiếm con cấp 4 nữa đi em. Thôi lên chat 9 đi. Bài mình có 2 triệu hồi lên chat 9. Tại mẹ ta đứt đi. Trận này chắc mình không dùng manfire đâu. Sáu bốn hộ vệ cái đéo, sáu pháp sư không chơi, cả một đống đàm. Bài mình muốn né là bởi mình sợ con này. Ủa sao mày lại ghép vô cực? À, vì nó bị lên thế anh ạ. Không muốn đâu. Sao mày lại bán hết, có hai con ta rích bán một con thôi để dàn tí lấy được chết. Giờ chỉ để tiền lên chết làm gì? Giờ bây giờ ngoài lên chết làm gì? Ôi trời ơi. Em ăn được. Không. Không mạnh khéo, không ăn được, sao ăn được. Trời ơi. Em to hơn, em to. Nè, nè. Em mà từ nãy giờ anh mạnh mèo, anh có đầu em đấy. Em 6 pháp sư nó khác chứ. Ăn có 2. 6 pháp sư bởi lên auto chọi 2 lần. Thêm con Venga auto chọi là chết đệ mà. Đây này. Tao rích kìa. Lượm hai cái giáp cho con manfa ấy đủ tan. Tại sao không phải là giáp thiên thần? Lượm hai cái giáp ngon hơn, yên tâm. Hai cái giáp đi mẹ, cái bài kia nó sẽ chuột mẹ chí mẹ kìa. Lo nhỉ? Bài chuột rít kìa em đưa mẹ thẳng mặt con chuột đi, nó bắn đâu có máu đâu. Cái giáp thiên thần cũng giúp em hồi lên 400 máu rất nhiều. Hai cái giáp ngon hơn. Mình không có đồ thủ cho con này á. Tôi mình lấy đồ thủ cho con này. Thôi được rồi, cho này cũng được. Cho Annie nó thả khẩu sớm rồi có tanh. Nên chắc chí mình vứt 3 triệu hồi rồi. Bạn mẹ Manfire đi mà roll kiếm Nautilus 2, Venge 2 giữ cũng được. Gì đâu. Ồ. Tên này gặp Ole này. Tên này gặp Ole mới căng này. Kéo về. Được rồi. Thôi, giữ team vậy là ngon rồi đấy. Khỏi gần nâu 2 nữa. Tên này gặp Ole mẹ rồi. Dạ, chết lên thì nhét điểm thôi. Đi mẹ Charlie ra bố lên. Thế giới vãi luôn. Thôi thua. Em vừa lắp cái đáp thì gặp ngay nhà pháp sư. Chào đấu. Sao rồi? Thua sao? Ôi, vớ bẩn. Ôi, mình thắng rồi. Này. Ôi, bởi vì nó ném con bóng chết luôn. Con Thread để thế giới mà. Thằng Thread đấy chỉ trâu về cái team kia thôi, team em bình thường. Về late game chắc là mình đổi qua mình dùng con Manfire á. Mình dùng 4 hộ vệ. Mình bỏ 2 triệu hồi này đi. Tuần sau ấy, khi mình lên chess ấy, mình đổi con này. Bắt cho Manfire, cho Taric hoặc Amo vào. Chơi gió hộ vệ. Gió hộ vệ thì mới ăn được bài ánh sáng với cả bài cung thủ. Ủa con Brand chọn được 3 cái là sao? Lỗi game à? Còn đúng á. Còn đúng 2 con 3 máu. Còn đúng 2 con 3 máu Ole đi luôn. Hơi đen. Ui sắp gai lại này. Ui. Tươi.
Xong gà này ngon quá các bạn ơi. Ông lên chết không phải thấy dây la vào là xong rồi. Đúng rồi, tôi chắc tôi vứt dây la vào thôi. Thôi bán này tôi chỉ cần lấy lửa, tôi còn chẳng cần phải lấy. Tôi định lấy 4 hộ vệ không ạ? Nhưng mà tầm này chắc lấy lửa. Làm gì đó? Thì tôi lên là Manfire thì tôi thay Taric Manfire vào thôi. Thôi cho Rick có này rồi ông ơi. Thôi thế là binh mẹ rồi. Tôi shop level thôi. Tôi này ok rồi. Ông up level ông cho Zera vào là ping rồi. Hết cỡ. Ông quý thư thì hơi sợ nhà ánh sáng. Tôi vừa đấm nhà ánh sáng. Nhà không nhạc. Vấn đề là ông biết sao, bài ánh sáng ít đam vãi lìn. Bài ánh sáng là ít đam cực kỳ. Bài ánh sáng bây giờ bị nhà chuột giết ngay. Ui nhưng nó có ngọc. Nó có lắc ngọc rồi, bình tĩnh thôi. Nhà chuột giết là xong. Nhà chuột giết nhà ánh sáng rồi. Chết mẹ. Ở thằng kia gặp bóng với nhà chuột đâu. Tôi vừa giết nhà ánh sáng mà, có gì đâu. Nhà kia gặp bóng nhà chuột là xong rồi. Tôi sợ nhà này hơn này. Sao mà đắt. Nhà sinh này, nhà sinh này nó giết hết. Không xin nhê luôn trời. Ừ. Tôi sợ nhà sinh này, nhà chuột này không này. Nhà chuột nó âm mưu lên trường 3 tới đâu rồi kìa. Mẹ, nó sinh 2 chứ để tôi bắt sinh. Nó sinh 2 lâu rồi. Ờ đúng rồi. Sinh 2 thì thời náo rồi. Ờ lắc gió level 2 nè, sắp rồi. Nó ta được 2 đấy. À lên được con lắc gió level 2 nó cũng carry dam thừa. Trận này nếu bỏ 3 con triệu hồi ra ấy, 1 2 3 thì cho được Manfire Taric với cả con Talia và lấy được thêm đất. Level chết chết này là hơi ok luôn đấy. Đất làm này làm gì? Giờ có lửa ăn ngọc đứng hơn. Taric 2 đi. Quan trọng gì không? Cái bài ánh sáng ít đam bỏ mẹ em được ấy. Bài ánh sáng này giết bao giờ mới được con Thread? Đâu giết sao được? Giết thần mà. Đó, lại còn tipper nữa. Không thua rồi đấy. Sao thua? Không thua. Rồi, nhà ánh sáng. Cái đi rồi, nhà ánh sáng đi với nhà chuột rồi. Mẹ, tôi sợ nhà chuột vãi lìn. Chắc tôi lắp 4 gió vào nhờ. Cứ để thi này một tơn đã đúng không? Cứ để như vậy đi, không có lửa đốt không được nhập đâu. Sợ nhà này vãi lìn, đéo có đam luôn. Bài này có Nami. Còn nếu ông lên được có lắc gió hay ông bán mẹ không mà lên cũng được. Đấy, đúng rồi đấy. Đưa hết đồ cho lắc gió nó chửa cũng được. Thôi để ông lên được đây rồi. À mà bán cũng không được đâu ơi. Hai cái nước mắt thì cái chín độc chẳng chửa liên tục. Ui, Taric 2 chùa vãi lìn. Thua. Mình nghĩ là bán này thua rồi. Ôi, chết con trích rồi. Thắng mẹ luôn rồi ông ạ. Thắng rồi, end rồi, end rồi, end luôn rồi. End rồi, 13 máu GG luôn rồi. Mai đổi tên là gì? Khó nhất. Quên phát cả đái. Top 4 cộng 2. Hai điểm nhà chơi anh nhỉ. Lẽ ra mình lấy quả 4 gió cũng chơi được nhà đấy mà. Nhưng mà 4 gió thì phải để 2 bí ẩn nữa.